500.000 đồng, mua được gì ở Bỉ? Phiên bản siêu thị Lidl. Đã đến Lidl, làm ngay một ký nho. Ui, táo đang sale quá nè, múc luôn một hộp. Cà rốt hữu cơ nhìn ngon quá, lấy thôi. Trời ơi, cá hồi đang sale 20% nè, ăn thôi ăn thôi. Xin chào, em đã được chọn. Một vỉ trứng. Kiểm tra xem có trái nào bể không. Ok, hết sữa yến mạch rồi. Thôi, uống đỡ sữa dừa với gạo cũng ngon. Mua xong hộp sữa chắc còn khoảng có 1 euro. Lấy túi bánh mì này vậy. Kiểm kê lại một lần nè. 4 quả táo, 1 ký nho, 450g cá hồi, 1 hộp sữa, 1 túi bánh mì, 6 quả trứng và 1 ký cà rốt. Nhiêu đây hết khoảng 500.000 nè. Ăn chắc được hơn 3 ngày á.